Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 3, bài 59. Các số có 5 chữ số. Số 100.000. Vở bài tập môn toán lớp 3. Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy đều đã làm rất là đầy đủ. Hãy tìm theo bài, theo trang, theo bộ sách để chúng ta cùng học các em nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách ra trang số 57 nào. Rồi, chúng mình sẽ đến với cái bài số 1 này. Thì yêu cầu là viết cái số thích hợp vào chỗ chấm. Đấy, như vậy ở đây chúng mình có này 99.999. Vậy thì số 9 đầu tiên này, nó sẽ là 90 gì? 90.000, đúng không nào? Số 9 thứ hai sẽ là mấy nhỉ? Mấy cái âm? À, 9 gì? 9.000, đúng không nào? Đó, rồi. Số 9 thứ ba này, nó sẽ là 9 gì? 900. Số 9 tiếp theo là 90, và đây sẽ là 9 đơn vị nhé. Được chưa? Rồi, tương tự như vậy, thì mình sẽ có này, số 27.000. Vậy thì số 2 này sẽ đóng vai trò là gì? 20.000, đúng không? Rồi, số 7 này là mấy? 7.000. Không trăm, không chục, không đơn vị. Các em có cần viết không? Không cần viết. Được chưa? Rồi, tương tự câu C, 16.078. Như vậy số 1 này là 10.000. Số 6 là mấy? 6.000. Số 0 là 0 trăm, các em có cần viết không? Không. Như vậy đây sẽ là số gì? Số 7 này là 7 gì? 70. Được chưa? Và 8 là 8 đơn vị. Tương tự 83.404. Số 8 là 80.000. Số 3 là 3.000. Số 4 này là 400. Số 0 là 0 chục, chúng ta không cần viết. Và số 4 đây là mấy? 4 đơn vị. Xong nhá. Rồi, sang bài 2. Đúng thì chúng ta sẽ ghi chữ đờ, và sai thì chúng ta sẽ ghi chữ gì? Chữ S này. Bạn Hưng viết lên bảng một số tròn chục nghìn có 5 chữ số. Như vậy, này các em thấy này, tròn chục nghìn, đây, hàng chục nghìn đây, số này nè các em. Đó, như vậy nó sẽ có nè, 1, 2, 3, đúng nè. Vậy thì tròn chục nghìn nè, thì cái số mà chúng ta viết ở đây nè, số tròn chục nghìn nha các em. Đấy, như vậy thì các em sẽ thấy được số tròn chục nghìn ở đây chúng ta sẽ có là mấy? 1, là 2, là 3, cho đến mấy? Cho đến 9. Đúng không? Đấy, tức là gì? 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, cho đến gì? 90.000, đúng không nào? Vậy thì câu A này, bạn Hưng có thể viết số 100.000. Được không các em? 100.000 thì đây là số gì? Tròn 100.000 rồi, đúng không? Đấy, tròn chục nó phải nằm ở đây này, chục nghìn đây này. Đấy, đây là 100.000, chục nghìn này, nghìn này. Đấy, vậy thì số này có đúng không? Không nhá, do đó đây sẽ là câu sai. Bạn Hưng chắc chắn viết được số 60.000, đúng không? Tức là chúng ta sẽ có từ 1 cho đến gì? 9, vậy thì đây sẽ là câu đúng này. Bạn Hưng không thể viết số 86.937, đúng không nào? Bởi vì sao? 937 đây nó có tròn chục không? Không tròn chục nghìn, đúng không nào? Vậy thì đây là câu sai. Như vậy chúng ta chỉ có một câu đúng thôi nhé. Ok, được không nào? Chúng ta kiểm tra lại thôi nhé. Bạn Hưng chắc chắn viết cái số này. Chắc chắn. Như vậy thì chúng ta phải kiểm duyệt lại chỗ này. Bởi vì sao? Bởi vì chưa chắc bạn đã viết số này là 6.000, mà có thể bạn ấy viết là 10.000 thì sao? Đúng nào? Đấy, do vậy cái câu này chúng ta cứ chọn đây là sai đi. Như vậy đây cũng lại câu sai nữa nhé, không phải đúng nha các em. Rồi câu C này,
bạn Hưng không thể viết cái số này. Đúng không? Đúng rồi. Bởi vì tôi yêu cầu đây là gì? Số tròn trục. Vậy đây lại là câu đúng này kìa. Đó, như vậy thầy có một cái nhầm ở chỗ này tí nha. Ổn chưa? Rồi, như vậy đây chúng ta có này. Một câu sai, hai câu sai. Và câu thứ ba là câu đúng nhá. Rồi. Trong nhà máy sản xuất đồ hộp, các hộp cá được đánh số lần lượt từ 1 cho đến 45.887. Vậy thì ba hộp cá tiếp theo được đánh các số là, tức là cái số mà chúng ta viết này, đến đây là bao nhiêu? 45.887 rồi, đúng không? Vậy thì ba cái hộp cá tiếp theo thì chúng ta sẽ thấy là gì? Nó sẽ tăng. Tăng hàng gì đây? Hàng đơn vị này. Vậy thì đây sẽ là 4 5 8 8 7, rồi sẽ đến gì? 8. Đúng nào. Rồi tiếp theo ta sẽ có là 45.889. Đúng nào. Rồi, tương tự như vậy thì ta sẽ có là 45.889 sẽ đến bao nhiêu? 90, đúng không? 890. Ô văn kê. Xong nhá. Rồi, đến bài 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Mỗi bạn bỏ cánh cứng và nhện. Đây, bạn nhện này, bỏ cánh cứng này. Đều có một bức ảnh chụp ở cùng một gốc cây. Tức là đều chụp ở gốc cây. Và mỗi bạn đã che đi một phần bảng ghi chiều cao của cây đó. Biết chiều cao của cây đó là một số có 5 chữ số. À, như vậy thì tôi hỏi này. Câu A nhé. Chiều cao của cây đó là bao nhiêu? Vậy các em nhìn thấy này. Bạn nhện này, bạn ấy che đi 3 số sau. Bạn cánh cứng lại che đi 2 số đầu này. Vậy thì số có 5 chữ số này, 1, 2, 3, 4, 5. Dễ không? Số đó sẽ là 53.089. Được chưa? Làm tròn, câu B, làm tròn chiều cao của cây đến hàng trăm. Thì được, hàng trăm này. Vậy thì hàng trăm thì chúng ta sẽ xét hàng chục này. 8 này lớn hơn 5. Nên anh này sẽ cộng thêm 1. Đúng rồi. Vậy thì sẽ là 100. Ok chưa? Xong nhá. Rồi, chúng ta đã hoàn thành được cái tiết số 3 này. Đừng quên là chia sẻ kênh cũng như video các em nhé.